Rồi, xin chào tất cả anh em chơi audio phục vụ theo yêu cầu của đông đảo anh em chơi đồ cổ, đặc biệt là những cái khách hàng, những anh em đã theo dõi kênh YouTube của Lê Khôi Audio. Thì ở clip trước thì Khôi cũng đã giới thiệu tới anh em một con đâm ly rất độc đáo đến từ hãng Sony, đó là âm ly biến thế đảo pha xuất âm, cái con trước màn ảnh của anh em. Thì hôm nay Khôi lại tiếp tục săn hàng. Con này thực sự là rất là đẹp, hàng đấu mạng từ Nhật về để phục vụ anh em chơi audio. Thì cái con này đây anh em, đây Khôi đã tháo luôn cái này đít ra rồi. Thì cái con này là, đọc lại mẫu đen ha, STR151A. Công suất thiết kế là 30W trên kênh. Thì đây là cái dòng âm ly cổ nha. Công suất nhỏ thôi, nhưng mà con này có cho chất âm cũng khá ấn tượng nha. Rồi, con này thì anh em lưu ý là những cái con này thì công suất nhỏ nên chắc chắn luôn là sẽ đánh loa cổ đồng trục trần dài anh em nhé. Nên anh em mà không không phải hỏi lại là có ghép được loa này loa kia không. Khôi nói luôn là ghép đồng trục trần dài, loa cổ công suất nhỏ nha anh em. Rồi bây giờ Khôi này quay sơ về cái ngoại hình cho anh em. Còn rất là mới, rất đẹp ha. Đặc biệt là cái vỏ gỗ rất đẹp như mới vừa sản xuất luôn nha. Rồi tiếp theo thì Khôi sẽ quay sơ về cái ngoại hình đi, bên ruột gan bên trong nha. Tại vì clip trước thì cũng đã quay là giới thiệu rồi. Nếu như anh em nào cần xem lại thông tin hay là các thứ thì có thể là vào cái clip trước nha. Con này là thiết kế là xuất âm tụ biến thế đảo pha xuất âm anh em ha, đến bốn con sò Sony. Đặc biệt đây là dòng âm ly được sử dụng tụ rất là cao cấp, đó là cái tụ nguồn Macom, do hãng Macom nổi tiếng, chuyên sản xuất tụ linh kiện cho các hãng audio sản xuất. Rồi thì con này Khôi cũng đã test rồi, hoạt động hoàn hảo kể cả radio AM FM. Thì về cái mức giá thì con này có cái mức giá tham khảo là 4 triệu anh em nhé, 4 triệu đồng. Anh em cao hơn con kia một tí tại vì con này đẹp và hàng đấu mạng anh em nhé. Con kia hàng bạc nhưng mà con này đấu mạng. Rồi bây giờ Khôi sẽ test chất âm nha, thì Khôi sẽ test chất âm cho anh em cùng nghe. Khôi sẽ mở một cái ca khúc trữ tình nha, của Thùy Dương. Anh em đợi chút xíu cho máy bay cho bay qua đã ha, để nó giảm bớt cái tiếng ồn nha, lần tập chất vào. Rồi đây nè, đây là đĩa Thùy Dương ha. Mưa tình cuối mùa đông, cái điện rất là hay. Anh em mà yêu thích nhạc trữ tình thì tìm điện này để nghe chơi nha. Rồi bây giờ Khôi sẽ bắt chép anh em ha. Đây này, tùy theo cái tai nghe của mình mà mình chỉnh chỉnh. Khôi thì Khôi giảm rất là nhiều, cả bắt cả chép ha. Cái này volume nó hơi bị dơ này nè. Lòng ai vơi trên đá, gọi gió xa về. Có sẽ xử lý tại chỗ cho anh em xem luôn ha. Đó, anh em thấy chưa? Đã hết rồi nha, hết dơ luôn. Chỉnh vô tư nha. Gọi đón mây về, tình theo cơn giông tố phủ kín lối về. Trời làm cái này là dơ này anh em, đây này Khôi thử chùi nè, anh em thấy nó sáng lắm nha, chùi thử cái chỗ này chẳng hạn, bồi giờ anh em, chơi nó máy mới lắm, máy như mới.
được sống bên đàn dù mây thôi không đến lệ khóc mưa về giọt buồn qua đêm còn mãi trong lòng một chút mưa tình sẽ chuyển sang test test radio cho anh em nha. Đây radio này. À con này muốn rò thì phải có một cái anten anh em. Phải có một cái anten vào thì nó mới rò anh em nha. Ok hả? Bắt nó là trần nè. Nó si tê luôn nè. Em si tê luôn. Bây giờ hai em nè. Chỉ có hai sự thay đổi so với đội hình xuất phát của đội tuyển Việt Nam trong trận đấu đầu tiên ở vòng loại thứ hai. Có radio bóng đá luôn nha. Trên sân Thái Lan. Rồi, ok. Cảm ơn em rất là nhiều. Con này hoạt động hoàn hảo từ A tới Z. Zin từ A tới Z và rất đẹp. Chỉ có cái núm này hơi bị chảy thôi. Cái này anh em cần thì em sẽ xử lý nha. À, xử lý cho anh em miễn phí luôn. Còn anh em muốn đồ để đúng chất bại thì để vậy nha. Rồi clip tới đây đã kết thúc. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Chúc anh em một buổi tối vui vẻ. Cảm ơn anh em và xin gặp lại anh em những clip sau.